Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng D nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Nissan Piena, thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2009, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và tên đăng ký vẫn là một chủ từ đầu, biển nguyên biển 4 số quý bạn nhé. Đây, biển nguyên biển 4 số này, 30V7233 các bạn nhé. Đấy, tên đăng ký vẫn là biển Hà Nội và một chủ từ đầu các bạn nhé. Và còn nguyên đầy đủ hết tất cả các thứ từ hóa đơn VAT từ lúc chủ xe mới mua các bạn nhé. Và chiếc xe này thì còn nguyên bản và đặc biệt là đồng hồ công tơ mét chạy 15.2 vạn cũng là chuẩn. Chúng tôi cam kết với quý bạn là cái đồng hồ này chúng tôi không tua nhé. Và chiếc xe thì còn rất là đẹp, giá thành thì cũng rất là hợp lý thôi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những năm 2009, 2010 thì những chiếc xe sedan hạng D ở Việt Nam mình được nhập về rất là nhiều. Ví dụ như Nissan thì có con Nissan Piena này, Toyota thì có con Camry 2.0 đấy, và Honda thì có con Accord, Mazda thì có Mazda 6, còn Hyundai thì có con Sonata nữa các bạn nhé. Đều là những chiếc xe nhập khẩu và ở cái phân khúc này toàn là 2.0 hết. Và giá của những chiếc xe này ở lúc thời điểm 2009, 2010 mới tinh là dán ra cái thời điểm đấy là toàn 48.500 đô các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều tiền. Nhưng sau những năm tháng sử dụng thì bây giờ chiếc xe này là có giá đang rẻ nhất. Chúng tôi bán chỉ hơn 200 triệu đồng thôi các bạn ạ. Nhưng những chiếc xe Camry hoặc những chiếc xe Accord cùng tuổi, cùng đời, giá mới bằng nhau, nhưng bây giờ chiếc xe, những chiếc xe Camry hoặc Accord thì có giá phải trên 300 cơ các bạn ạ. Chiếc này là rẻ nhất, nhưng đi thì là không phải tôi nói là tôi bán chiếc xe này, tôi nói là đi chiếc xe này thích đâu các bạn ạ. Đơn giản là vì khung gầm thân vỏ của những chiếc xe Nissan rất là dày các bạn ạ, cho nên đi rất đầm, rất chắc. Quý vị và các bạn nào mà không tin thì đến cửa hàng chúng tôi cho quý bạn đi thử chiếc này, sau đó quý bạn đi xem một chiếc xe Camry hoặc một chiếc xe Accord cùng đời thì quý vị và các bạn sẽ biết được ngay là chất lượng nó như nào, đi nó đầm, nó chắc như thế nào các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, ở những chiếc xe ở phân khúc hạng D thì trang bị option rất là nhiều rồi các bạn này. Ví dụ như khóa thông minh, đề nổ start top, gương chiếu hậu gập điện, và gương chiếu hậu này là gương chiếu hậu auto các bạn nhé. Tự bật điện lên là gương mở và tắt start top đi là gương gập các bạn ạ. Ghế ra, ghế điện, điều hòa tự động, option thì không còn thiếu cái gì đâu các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn các bạn nhé, và không ngập nước, còn nguyên bản hết tất cả đây các bạn này. Đấy, lốp cũng rất là đẹp rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, nếu như quý bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Piena 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đi trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Piena 2010 nhập khẩu nguyên chiếc này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Nissan Tiana 2010 nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 15 vạn các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là đồng hồ cũng còn nguyên bản luôn các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 200 triệu đồng thôi. Giá cả chúng tôi có thể thay đổi, cho nên là tôi sẽ để giá ở ngay cái tiêu đề video các bạn nhé. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Tiana 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là nhiều quý vị và các bạn là có thể là lại bảo là sao không tôi không đọc giá luôn, thì thưa với quý bạn là cũng có nhiều cái vấn đề như thế này. Ví dụ như chúng tôi vừa mới mua chiếc xe về, chúng tôi đang bán, tôi ví dụ là tôi mua cái chiếc xe này về là 250 triệu chẳng hạn. Tôi muốn bán là 260 triệu chẳng hạn. Đấy, nhưng tôi lại đọc là bán là 260 triệu, nhưng trong thời gian mà tôi về tôi dọn dẹp này, bảo dưỡng này, nó phát sinh thêm chi phí, tôi lại bán cao hơn một chút nữa chẳng hạn, thì là tôi lại báo giá trước rồi, thì là thay đổi nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên là tôi để luôn cái giá ở trên tiêu đề video nhé. Trên tiêu đề video thì tôi có thể thay đổi được các bạn nhé. Còn là tôi nói này thì là nó khó thay đổi hơn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.